Hello, welcome to my channel. This is my researcher, Tom Gunsan. Let's go. Đứng con Tom nha. Đứng con Tom. Mình sẽ bắt đầu với đại tướng Tom và đuổi theo một cái trôn đang chụp vàng này. Tom có một kiểu tóc rất là chất chơi luôn, kiểu tướng quân ngày xưa hay để mấy kiểu tóc này. Rồi đây là Hawaii nha, bãi biển Hawaii. Dưới biển cá mập luôn, mình sẽ phải rất là cẩn thận. Đấy, một cá mập đang lượn lờ ở dưới. Chui vào đây. Rồi, chui tiếp vào đây này. Đây là một chiếc pháo, đây một quả pháo nè. Con trồn vừa nghỉ ngơi mà đánh rơi một quả pháo à. Đấy chà, mới vứt cả cái vỏ chuối ra đây à mày. Vứt vỏ chuối ra đây là bậy á, mày còn khổ lắm. Vàng nhiều nha, quay trở lại thành phố nha anh em. Nhớ lên thành phố, ui dồi gặp boss à. Chuẩn luôn rồi anh em ơi, chúng ta gặp boss nha. Nó sẽ đặt những cái này ra và mình sẽ tiêu diệt nó bằng cách đá những quả bom vào mặt. Bùm. Đấy mặt thế. Chết. Chù vỡ mặt. Nào là quả bom luôn. Một phát mặt luôn. Chết mẹ. Đây thêm một quả bom nữa. Ui giời, nó biến thành máy bay à? Mình cũng biến thành máy bay theo. Ui xổi ôi, trời ơi, không sao. Ý toàn. Cái mặt đấy, thật đáng nhầm. Rồi, vẫn bị choáng luôn, hết choáng rồi. Phát đấy mình nghe hơi chậm luôn. Bị đập vào cái thùng gỗ rồi. Hơi choáng một chút này. Ây chà. Trời ơi, vẫn mặt tôi rồi. Đang phí như quả bom đây là quả bom ớt nha. Quả bom ớt mình sẽ tông với quả bom ớt này nào. Rồi nhảy dù thôi. 3 kim cương, truy kim cương và 500 vàng, 500 vàng. Đây một chiếc 500 vàng. Quá tuyệt vời. Tiếp tục chạy đường phố tiếp. Tiền trồn với chạy mất tích rồi. Không thấy ở đâu cả. Đây một chiếc máy bay này ngon đang có 500 nút vàng. Không cần làm gì nữa, cứ bay thẳng như này mà nhật mình. Giờ này tôi đang tìm được. Ồ, sao hết 500 nút vàng rồi. Mình sẽ tiếp tục. Honey, honey, 150 vàng, quá tuyệt vời luôn. Rồi. Né đi né. Nhặt mấy cái thỏi vàng. Vừa thấy tiền trốn bên dưới xong. Đó, chạy mất tiêu rồi. Chạy nhanh thật đấy. Bay rồi. Mình đang chạy trên mấy cái nóc ô tô rồi. Mấy cái ô tô trở đất. Rồi xuống đường hầm nha. Xuống đường hầm này mình sẽ đến khu khác. Khu nào đây? Đến một khu dành cho mấy tên trồn này. Đây là Hawaii. Vừa nãy mới ở đây xong. Mấy con kẹt này. Nhảy xuống đây. Né này, né. Tuổi gì bay ra. Né né. Úi giời ơi. Né né. Bay tiếp qua đây. Rất là nhiều vàng luôn nha em. Rồi chui nữa. Né này. Tuổi gì ăn bánh mì. Mấy cái vỏ chuối này nó vứt ra. Mình sẽ cẩn thận. Dẫm vào mấy cái vỏ chuối sẽ bị trượt nghe. Vỡ mặt đấy. Mấy cái điểm em. Sao để bỏ lỡ rồi. Rồi. Tiếp tục quay trở lại với thành phố. Một chiếc 500 quá tuyệt vời luôn em. Một chiếc 500 để cho đại tướng Tom. Quay vào nóc xe luôn à. Đứng trên nóc xe luôn. Nhảy lên. Kêu một pha money ấy. Ok ok ok. Tiếp tục với F Angela. F Angela. Và vẫn chạy ở map Hawaii nha. Đuổi theo tiền trồn ăn trộm vàng. Thế là chuyện nhanh đấy mày. Mình sẽ đuổi theo nó thì nhặt số vàng nó mất. Vàng giải ra không bao giờ luôn. Đó, đầy cái này rất là nhiều vàng luôn. Và ở dưới biển có mấy cá mập. Chúng ta phải cẩn thận. Dưới biển shark. Oh no, shark. Shark hay. Bay tiếp sau này à. Bay biển thì là kiểu như là khu sinh sống của Hawaii 2. Và anh không thấy đâu. Anh ta chạy đây đuổi tiền trồn. Chạy nhờ ở đây thì đuổi tiền trồn. Đó, tiền trồn á.
给大家一首歌来对一下哦。听不到呗，我唱那么一遍，各位几个听错了，咱两首呀，接上来呀，热了牛掰了娘娘，祝各位，听不见那么唱，管得不？把大家就打死点，不要烦了，你说好了，说不要烦，现在来是有人能去团队烦，大哥。có năm trăm ý, năm trăm thì mình cũng không bận tâm đến chuyện phải mấy năm trăm tiêu hết. Khi nào mà hết năm trăm sẽ không đi làm sao? Lỗ là tiền, nó sai cắt. Hỏi hết năm trăm rồi, tự phóng đi nhà thôi. Bay lên, cái này đi. Còn lướt ván trên nóc tàu thế nào? Sôi chịu cả cái mấy thằng sắt này luôn, đau ngầu rồi nha.Ui, nó đâu cái thằng qua nó đẩy rồi mày có vẫn có thể tiếp tục đứt cây sắt này luôn lên lên luôn đây rồi tên trốn nhé thì chưa chạy đâu hết nào 150 về xin luôn tiếp tục sang bên này đây là x2 về nha rồi lên thành phố này luôn mình đang thấy một chiếc máy bay sao có thể bỏ lỡ được sợ một chiếc máy bay hình gì đấycũng không rõ là trượt tuyết à cái bạn cái xe trượt tuyết à không biết phải không anh nghe là như là gì đầu tiên không phải như đấy anh là cặp đôi với Satanto chúng ta đang bay đến một khu công viên cây xanh để hết xăng để bay hết nhiên liệu và phải nổ súng chưa chưa là bay lên bay lên trên bầu trời lên trên nóc tàu tiếp tục úi rồi ôi Piu. Bay rồi ôi phải bay úi này bị tàu hỏa đâm vào phanh à là cái thằng x2 vàng chu 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 vũ vũ 500 good job đây là thịt tròn ha run 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 chạy ngay nhé chạy ngay đây không có bắt được mà ăn đủ đấy mà cái bào nó bị thủng nó không hề biết luôn tí nào rơi vào ăn đấy lại đến một khu công viên cây xanh tiếp thú hiểu rồi cái tàu hỏa nhìn nháy đẹp gì vậy chứ ok lại vào cái đường phố là có biển nó cấm xe máy đúng là không thấy cái xe máy nào ở đây rồi một đường hầm này có lẽ mình sẽ xuống đường hầm ấy đến khu nào đây ít hai vàng lên trên nóc tàu xem nhảy xem nào lẽ là từ xe đến mình lên trên nóc tàu kia nhảy quá này càng ngày chạy càng nhanh nói đấy kiểu như là Angela tăng tốc lên để đuổi kịp thiên trồ này lẽ là ui dồi ôi đã để chật hẹp rồi ai không cẩn thận thật toi luôn nhanh em tiếp xong nào ui oh no